Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Chuyện Đàn Bà. Điều kỳ lạ là chồng và cô bạn thân của vợ luôn nói xấu lẫn nhau, nhưng sự thật phũ phàng đã khiến người vợ gục ngã. Thì ra bọn họ đã làm điều sai trái sau lưng của cô vợ ngốc nghếch đó. Xin mời quý vị cùng lắng nghe chi tiết câu chuyện dưới đây. Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng tất cả đều tan vỡ như bong bóng xà phòng. Chung quy cũng là tại tôi chọn sai các mối quan hệ trong cuộc đời mình. Sai chồng, sai cả bạn. Tôi tự nhận mình bao năm qua vẫn là người vợ tốt, không chỉ bận rộn đi làm mà còn chăm sóc chồng, con cái và bố mẹ chồng rất chu đáo. Còn chồng tôi cảm thông khi anh vất vả làm trụ cột kinh tế chính trong nhà. Ngoài thời gian bận rộn trên công ty, anh chỉ thỉnh thoảng đi nhậu với bạn bè nhưng không có tật xấu nào cả. Có điều chuyện chăn gối của anh không được tốt. Có lần tôi hỏi anh về chuyện đó, anh bảo: "Em buồn cười, vợ chồng bên nhau lâu rồi, không như hồi mới yêu nhau được nữa. Em đừng nghĩ ngợi lung tung." Anh nói vậy nên tôi cũng thôi, nghĩ rằng vợ chồng nào chắc cũng thế. Tôi có một người bạn thân, cô ấy tên là Vân. Vân có tính cách sôi nổi, hoạt bát và thích ăn mặc sexy, trái ngược hẳn với tôi. Nhưng hai đứa hợp cả tôi không ngờ. Nhận xét về bạn thân của tôi, chồng thường bảo: "Như bạn em xem, ăn mặc thì hở hang, nói chuyện không phép tắc, như thế thì chưa biết tôi bao giờ mới lấy được chồng." Tôi biết chồng mình nói cũng không hẳn là sai. Góc nhìn của đàn ông khi chọn vợ có lẽ đều giống nhau. Tôi có lần góp ý với Vân: "Mình cũng không còn trẻ nữa, cậu nên tỏ ra thùy mị một chút, chứ định không lấy chồng sao?" Không ngờ nó cười nhạt đáp lại tôi rằng: "Cậu chỉ biết cắm mặt gia đình nhà chồng, đừng tưởng thế mà tốt. Thế gian này mà, đôi khi người mình tưởng là tử tế là vì chưa nhìn thấy mặt xấu đấy thôi." Câu nói của nó làm tôi có chút lăn tăn trong lòng. Quả thực bây giờ xã hội có quá nhiều cái cám dỗ, tư tưởng con người cũng thoáng hơn rất nhiều. Liệu chồng có tật xấu gì mà tôi không biết không nhỉ? Có một lần chồng tôi báo không ăn cơm nhà do phải đi tiếp đối tác quan trọng. Lúc về người anh đầy hơi men. Kỳ lạ chỗ anh chốt cửa trong phòng tắm rất lâu. Sợ anh ngâm mình lâu sẽ bị cảm nên tôi sốt ruột gõ cửa ầm ầm. Chừng 5 phút sau, anh bước ra cùng gương mặt hầm hầm tức giận, mắng tôi làm ầm giữa đêm lỡ con thức giấc. Lúc ấy tôi rất sốc, kể từ khi cưới nhau, đây là lần đầu tiên anh cư xử như vậy. Tôi cố bình tĩnh hỏi han anh có phải công việc gặp trục trặc không. Anh không thèm đáp, mà lên giường chùm chăn ngủ. Trong lòng tôi bắt đầu nghi ngờ. Đợi lúc chồng say, tôi lục ba lô của anh. Điện thoại của anh cài mật khẩu, nhưng tôi biết nhiều một lần anh nói cho con lúc nó mượn máy chơi game. Không ngờ là được. Đêm nay anh rất tuyệt, vẫn phong độ như ngày nào, yêu anh. Mà nhìn dòng tin nhắn của người lạ không được lưu tên, tim tôi sốc tới nỗi tay cầm không nổi, suýt rơi cái điện thoại. Tôi giận run cả người. Có lẽ tôi sẽ còn tự bào chữa cho chồng nếu không đọc được dòng đáp trả của chính anh. Em cũng vậy, vẫn mãi là người anh yêu. Gì đây chứ? Vậy tôi là gì với anh? Đồng ý rằng chúng tôi quen nhau qua mai mối, nhưng tình cảm vợ chồng bao năm qua chả lẽ là giả tạo? Nhớ lại lời anh nói tỏ tình, xin cưới ngày nào, ánh mắt chân thành làm rung động con tim tôi ngày ấy, vẫn như mới hôm nào. Mà sao giờ... Lửa giận trong lòng không thể kìm nén nổi. Tôi dự người anh dậy tra hỏi. Anh ấy không chối mà thú nhận tất cả rằng đó là người yêu cũ. Năm xưa vì cô ấy chọn tương lai của mình thay vì tình yêu với chàng sinh viên nghèo mà đã chia tay anh ra nước ngoài du học. Giờ đây về nước gặp lại anh, lửa tình lại nhen nhóm. Cũng phải thôi, anh của vài năm trước thì bây giờ chồng tôi trông phong độ hơn rất nhiều, giá dáng đàn ông thành đạt. Anh thấy cô ấy là người xinh đẹp, có sự nghiệp riêng, còn độc thân vì chưa quên được anh. Đặc biệt vẫn áy náy vì là người lấy đi lần đầu thiêng liêng của cô ấy mà chưa có gì bù đắp, cũng chỉ vì nghèo. Anh không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Qua lời anh kể, tình yêu vụng trộm kia lại trở thành thứ hồi ức đẹp, một đoạn tình cảm đáng trân quý tới nhường nào. Nhưng sao lòng tôi chua xót thế này? Có người chồng nào đang tâm thản nhiên thủ thỉ với vợ như chồng tôi không? Dù sao hai người đã... Miệng hỏi, nhưng mắt tôi chẳng buồn nhìn chồng, bàn tay nắm chặt. Nghĩ tới chuyện hai người quấn quýt với nhau trên giường,
không nghĩ tới sự hiện diện của mình. Quả đúng như vậy, anh thừa nhận do không kìm lòng được đã lao vào nhau. Cái thứ tình cũ không rủ cũng tới luôn có sức ám ảnh ghê hồn. Giờ chính tôi đang phải cảm nhận nó tàn phá hạnh phúc của chính gia đình mình. Anh biết mình có lỗi với tôi, nhưng bất ngờ hơn anh đề nghị ly hôn. Tôi khóc và nói, em có làm sai điều gì ư? Em hy sinh vì gia đình này, giờ anh lại muốn chia tay vì có người khác bên ngoài. Anh còn lương tâm không? Thực lòng mà nói, tôi còn yêu chồng mình lắm, không muốn chia tay. Nhưng chồng nhất quyết muốn vậy. Thậm chí anh còn chẳng cần xin tôi tha thứ cho một cơ hội để sửa sai. Phải chăng anh đã muốn làm như vậy từ lâu rồi? Lòng tự trọng của người phụ nữ khi biết mình bị phản bội chẳng thể khiến cho tôi mở lời năn nỉ anh suy nghĩ lại. Những ngày sau đó là quãng thời gian vô cùng ngột ngạt. Anh không về nhà, tôi vẫn phải miệng cười nói dối con là ba đi công tác. Đêm về lại vò võ, tự ôm mặt khóc một mình. Cuối cùng cảm thấy không chịu được chiến tranh lạnh này, thêm cả sự dày vò tâm trí, khi nghĩ rằng mỗi tối anh cùng nhân tình âu yếm. Tôi đã nhắn tin cho anh, sắp xếp thời gian để mà làm thủ tục ly hôn. Mọi thứ kết thúc rất chóng vánh, kể từ khi đường ai nấy đi. Người tôi gọi là chồng cũ vẫn thường xuyên qua chăm con. Anh ấy khuyên tôi nên dành thời gian cho bản thân và hãy tìm cho mình người mới. Anh ấy nói chúng tôi chia tay vì không có điểm chung. Tôi nghe điều này mà cảm thấy đau lòng, nhưng phải cố sống mạnh mẽ vì con. Khi tôi còn loay hoay, chưa ra khỏi được cú sốc hậu ly hôn, thì chồng cũ đã thông báo sẽ cưới vợ. Anh ấy bắt đầu lại quá nhanh, cứ nghĩ sẽ là cô bạn gái cũ kia. Ai ngờ đâu nhìn trên tấm thiệp cưới thì chính là cô dâu Nguyễn Diệp Vân. Cái tên đó, quê quán đó, chẳng nhẽ đây là sự trùng hợp hay chính là Vân, cô bạn thân của tôi. Ngẫm lại lời của mấy chị trên mạng rằng đàn ông chê bai cô nào thì nên coi chừng, đó chỉ là quân bài ngụy trang cho sự ngoại tình vụng trộm hết sức tinh vi. Có lẽ nào nó lại đúng và ứng chân chính tôi. Lập tức tôi gọi cho Vân, chỉ khi nghe chính miệng nó xác nhận tôi mới tin đây là sự thực. Làm sao có thể yêu nhau và cưới gấp như vậy? Chẳng phải trước kia hai người đó không ưa nhau sao? Đầu óc của tôi như rối tung về mớ câu hỏi. Ghen thì ít, mà cảm giác mình cứ như con rối, con khờ bị sát mũi, chẳng hề hay biết chuyện gì vậy. Tôi đắn đo mãi mới mở lời hỏi Vân về những thắc mắc trong lòng. Nhưng những điều bộ bác cần đó, nó đáp: mày và anh ấy ly hôn rồi, cũng không nên quan tâm nhiều, tránh khó xử cho nhau. Mở hết sức, tôi thầm nghĩ vậy, thế nhưng biết làm gì hơn. Đúng là bây giờ tôi chẳng là gì để bắt họ trả lời, và vì không muốn mang tiếng là nhỏ nhen, mà cuối cùng tôi đành tới dự đám cưới và hứng chịu ánh mắt xì xào của rất nhiều người. Thời gian trôi qua, chồng cũ và bạn thân của tôi đã kết hôn được hơn một tháng. Một lần tôi gặp họ khi đi siêu thị, Vân lúc này đã mặc váy bầu. Một miệng tôi hỏi, chúc mừng cậu, được bao lâu rồi? Cô ấy trả lời rất nhanh, em bé được 3 tháng rồi. Nụ cười trên môi của tôi tắt ngấm khi mà nghe câu trả lời. Vì sao ư? Tôi mới ly hôn được tầm 2 tháng, vừa mới kết hôn được trong 1 tháng. Vậy mà cái thai được 3 tháng rồi. Nghĩa là ôi trời, họ lén lút qua lại với nhau, ngay khi một kẻ vẫn là chồng, một người là bạn thân tư. Bạn thân, hai tiếng cay đắng, đúng hơn là bạn thân trong ngoặc kép. Thân tới mức lo cho cả chồng của bạn. Trong thâm tâm tôi hiểu rằng hai người họ vội vàng kết hôn như vậy chính là không để lộ đứa bé đang lớn dần trong bụng kia. Ngay cái thời khắc Vân thừa nhận cái thai, đủ hiểu rằng cô ta đã muốn lật bài ngửa với tôi. Tình bạn bao năm qua cũng chẳng bằng một kẻ đàn ông phản bội. Kể cả câu chuyện người yêu cũ kia có thể cũng chỉ là màn kịch mà anh ta dựng lên làm cái cớ cho việc ly hôn thôi. Chứ nào có ai đi ăn vụng mà dễ dàng để tự phát hiện như thế, lại còn chủ động đòi chia tay. Phải rồi, chỉ có tôi là khờ dại thôi. Có vẻ như duyên phận của tôi và họ tới lúc phải kết thúc rồi. Suy nghĩ về điều đó, trên đường về nhà, tôi rút điện thoại ra xóa tất cả danh bạ và những gì liên quan tới chồng cũ, bạn thân. Kể từ đó, tôi không còn liên lạc với họ nữa.
Quý vị có chia sẻ gì sau khi nghe câu chuyện trên không ạ? Hãy để lại dưới comment để chúng tôi được biết nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh để chúng tôi được gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.